cái video clip sau đây sẽ chứng minh tại sao tất cả người Việt Nam đều phải làm kiêng ngốc. Ok, với lại chai mới của tương ớt Chinsu như thế này thì chúng ta có thể xài luôn và không cần phải cắt. Tại vì bình thường mọi người sử dụng là hay phải cắt á. Thì món đầu tiên là bánh mì Sài Gòn. Hầu hết tất cả chúng ta đều phải ăn bánh mì Sài Gòn. Vậy thì ở đây ai chưa bao giờ ăn bánh mì Sài Gòn với tương ớt? Chắc là không có ai luôn. Bởi vì bánh mì mà ăn với tương ớt là siêu phẩm. Thêm một chút nước tương nữa có thể tương ớt Chinsu là chân ái mọi người ạ. Mắm nêm, tương đậu, tương ớt. Mình thì mình không ăn cái này nên là mình sẽ chút ra. Xôi. Nếu mà bạn không ăn xôi với tương ớt thì tôi không biết là bạn ăn với gì luôn. À, ăn nước tương cũng được, nhưng mà ăn với tương ớt thì ngon hơn. Mình cũng thích ăn với tương ớt hơn là ăn với nước tương nhiều. Hi. Có ai có bao giờ ăn với nước mắm chưa ta? Thôi mà, một tí mỡ hành, một tí tương ớt, thêm quả trứng cút. Nếu các bạn là một tín đồ của bún thịt nướng thì chắc chắn các bạn sẽ không thể nào bỏ qua được tương ớt. Nó là hả, bún nè ăn với nước mắm là nó đã ngon rồi ha. Mà miếng thịt này mà chấm với tương ớt nữa thì siêu phẩm. Thịt nướng là phải ăn với tương ớt mọi người ạ. Ok, đối với những bạn nào mà không ăn được mắm tôm, không ăn được mắm thường thì đây là giải pháp tốt nhất. Mời mọi người ăn nha. Có thể nói là tương ớt có thể ăn với tất cả mọi thứ trên đời này luôn đó mọi người ạ. Mì với tương ớt. Hết sạch. Món này ăn với tương ớt cũng rất là đỉnh nữa. Ừ.
biệt là mấy cái món ăn đường phố nhá, mà tôi nói là ăn với lại tương ớt thì mẹ hết sảy. Xin giới thiệu với tất cả các bạn rau mực. Trời ơi, ngá mùi nó thơm. Ngá là rau mực luôn à. Cái mực, mực nướng xong rồi ăn tương ớt nó cay cay. Đúng là kiểu cay the kích thích luôn mọi người. Mẹ đã nói là các bác sĩ tao không biết đâu nha. Cơm tắm Sài Gòn, tương ớt chín xù, best combo. Trời, tưởng tượng cái miếng mỡ mà nó tan trong miệng. Nó hơi chai the mùi tương ớt một chút. Muốn giảm cân cũng khó nữa. Trước cổng trường mà ăn cái viên chiên nè. Khoai tây chiên, ôi da. Đấy, mấy em học sinh này đi học về là ăn cái viên chiên rồi đó, là ăn với tương ớt. Tư phẩm mừng ạ. Và một món đặc biệt không thể nào thiếu được. Gà rán. Yeah. Oh, da gà giòn tan. Không rồi mới ăn gà rán được không mọi người. Đúng à, vạn món ngon bùng vị. Thấy tương ớt của mình sắp hết rồi. Nhưng mà các bạn đừng lo, bởi vì Chinsu đã có một chai mới 500g để cho các tín đồ tương ớt thỏa thích mà ăn. Wow, phở tao nói mà không có tương ớt là tao xong, coi như là tàn cái bát phở. Hương thơm phở hòa quyện với mùi hương của chai tương ớt. Xuất sắc. Tôi ăn mà tôi thấy cái tô phở của tôi nó trắng trắng là tôi không có ưng nha. Không phải đỏ đỏ. Trần miếng thịt bò nó thấm đẫm trong miếng tương ớt. Trời má, nhìn cái miếng sườn nè. Five minutes later. No quá mọi người ơi. Và mình đã thực hiện xong thử thách đến từ anh chuối. Và bây giờ mình sẽ thử thách Wuxi. Xem thử Wuxi có thể ăn được bao nhiêu món với tương ớt chín xu nha.